Từ từ đi coi tình hình coi sao. Ok. Đi ghe nha bà con. Nhỏ cầm thoại toilet cái nín nãy giờ. Được đâu. Gì? Hải đâu Hải? Toilet hả? À, cầm thoại lên toilet đi. Gớm chừng gió mạnh quá tóc quấy nha mớm. Hello chạy nhẹ, hello chạy nhẹ. Ủa quay ngược lại sao vậy? Đây. Hello chào cả nhà. Cho con đen thôi. Té đó. Ây dù. Hôm nay bé ơi đi vô rừng là được hai ba chỗ, hai ba chỗ luôn hả? Ở Cần Giờ, Cần Ơ. Ở trong này đảo khỉ đó cả nhà, đảo khỉ đây nè. Cái vô đây có cái cano đây nè, chở mình đi vòng vòng vòng. Nè, quay ngược lại. Alo cả nhà. Đây đúng không? Đi ghé qua đảo khỉ chơi. Đó, bây giờ trước giờ mốm nó chưa có đi. Đó, nè nón mắt kiến gì nó giật đúng rồi đó. Đó à, bé ơ đang quéo hả? Bé ơ đang quéo. Dạ. Dạ chào. Dạ. Bé ơ đang đậu nói bé ơ đang quéo nha. Sợ khỉ giật nón. Nghe giật nón bờ nãy giờ giữ nón hoài luôn. Hello chị Như Huỳnh. Chào cả nhà của anh Sang. Ông sợ nắng hết nắng, vô đây nó mát lắm. Vô đây nó mát, còn khúc nãy trên kia nó nóng quá trời nóng. Vô đây nó gừng á, chắc gừng á. Đúng rồi, cái hơi mát quá ha. Ủa này nước ngọt hay nước mặn gì anh? À nước, nước mặn chị ơi. Dạ. Giống như nước trong sông Nhà Bè nó vô đây nè phải không anh? Dạ không, Nhà Bè là ở trên ngọn này. Ở đây Cần Giờ, Cần Giờ lộn. Ủa xe máy mình để đây nếu mình không cất lần khởi nó lấy chạy luôn hả? Nó không chạy mà cắn yên chị. Nó cắn dây chị ơi, sao nó chạy được? Xe chạy cho nó ban vô rừng. Đây mát rồi chị, có đi cái đâu đi đi. Cả nhà ơi, bé ơi, bữa nay là kết thúc chương trình giảm giá nha cả nhà, nhưng mà bé ơi vẫn còn cái gói tri ân dành cho chị yêu ở xa ủng hộ bé ơi, được giảm 50% tất cả dịch vụ. Bé hả? Nên cả nhà muốn làm đẹp thì alo bé ơi nha, số điện thoại bé ơi là 0937095030, Zalo là 0967878549 nha cả nhà. Bữa nay trốn tiệm. Bữa nè đi chơi với Long Long. Chào cô. Đi với Mơm. Nước ăn kẹo ngon cha đi. Rồi nước ăn trời ơi nó kem ơ đồ. Ủa bả nhà bả trẻ quá, bả ngoài bả trẻ ghê trời. Em ăn kem. Ba ơi. Ba ăn kem. Ba ăn kem ăn ơ. Kem có kem không? Kem không? Có. Có kem. Kem kìa. Kem. Một chai nước suối nữa. Buồn không ăn nha. Dạ. Suối mua rồi đã. À, kem cá ơ đi. Lấy hai cái kem cá nhiều. 20 anh ơi. 20 dạ, 2 kem cá 80. Ô long là 20. Lấy một kem cá nữa. Một kem cá. Dạ. Rồi là đủ à. Đủ luôn. Em ăn kem gì? Em ăn kem cá ơ đó. Đúng thôi kem thôi em ăn luôn với anh thôi. Kem cá thôi, đừng nói chữ ơ, tao kiếm chữ ơ chết. Ba mở ra ba. Ăn rồi nó có gì xin ăn không? Đó. Ở đảo khỉ đó chị Lan Phương, tụi em đang đi đảo khỉ nè. Đó, hai mày ngồi lên cano. Ngày mai luôn nha, ngày mai nha. Dạ. Bên bé ơi có chương trình đó, khi nào thấy livestream mà chia sẻ là đặt cọc là được giảm 50% tới cuối năm luôn. Chính áp sao? Cái cano này chạy nó có tốc quấy không vậy? Chẳng hạn nha. Gió lắm nha. Gió lắm nha mẹ ơi. Khổ đeo không anh? Khổ đeo. Cho chị đi. Ở đây là chỉ việc quay à, chú quay được thôi. Anh sang qua like được kìa. Rồi, mai ta mới giữ mà. Giữ đi con. Xuống xuống rồi anh. Xin như rồi đi xếp.
Ê, đoàn tham quan chúng ta sẽ tham quan đảo Cần Giờ rừng sáp nha đại gia đình ơi. Đại gia đình chúng em đang tham quan tới cano chạy từ từ đại ca ơi. Tụi nít không anh ơi. Mặc dù biết bơi chứ không biết bơi sông nhiều nha. Ừ. Bây giờ không có mạng của siêu trời. Ê, mạng hơi bị dữ nha. Ê, quá dữ. Ê, tóc quẩy à, tóc quẩy à. Tóc quẩy à. Coi chừng tóc quẩy à. Ê, ê. Lạng dữ. Bạn à. Bạn à, trời ơi, rửa chỗ này là đúng là tiếng trời. Thôi cũng xa chứ bộ, giờ mình đi bộ đi. Ờ, đi bộ xa lắm á. Ôi, tay này dữ rồi nha. Dạ, bên bé ơi có chương trình đó, khi nào thấy livestream mà chia sẻ là đặt cọc là được giảm 50% tới cuối năm luôn. Chính áp sao? Cái cano này chạy nó có tốc quấy không vậy? Cẩn thận nha. Gió lắm nha mẹ ơi. Khó đeo không anh? Khó đeo. Quay à, chú quay thôi. Anh sang qua like được kìa. Rồi, mai ta mới giữ mà. Giữ đi con. Xuống xuống rồi anh. Xuống dưới rồi đi xếp. Ê, đoàn tham quan chúng ta sẽ tham quan đảo Cần Giờ rừng sáp nha đại gia đình ơi. Đại gia đình chúng em đang tham quan tới cano chạy từ từ đại ca ơi. Tụi nít không anh ơi. Mặc dù biết bơi chứ không biết bơi sông nhiều nha. Ừ. Bây giờ không có mạng của siêu trời. Ê, mạng hơi bị dữ nha. Ê, quá dữ. Ê, tóc quẩy à, tóc quẩy à. Tóc quẩy à. Coi chừng tóc quẩy à. Ê, ê. Lạng dữ. Bạn à. Trời ơi, rửa chỗ này là đúng là tiếng trời. Tiếng trời. Thôi cũng xa chứ bộ, giờ mình đi bộ đi. Ờ, đi bộ xa lắm á. Ôi, tay này dữ rồi nha.